đội tuyển nữ Việt Nam nóng vội khi nhận bàn thua sớm. Tiền vệ Thanh Nhã cho rằng bàn thua sớm trước Bồ Đào Nha đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam nôn nóng. Trong trận đấu diễn ra lúc 14:30 ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu thứ hai ở bảng E World Cup 2023. Sau hai trận, Thanh Nhã cùng đồng đội chưa có điểm số nào, qua đó bị loại sớm một lượt đấu. Ở trận này, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm thủng lưới hai bàn trong hiệp 1, lần lượt ở các phút 7 và 21. Theo tài năng trẻ Thanh Nhã, toàn đội dường như đã thi đấu vội vàng sau khi phải nhận bàn thua sớm. Khi trận đấu bắt đầu, toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng nhận bàn thua sớm nên tâm lý nóng vội. Chúng tôi dâng lên cao và tiếp tục nhận bàn thua. Khi để đối thủ dẫn hai bàn rồi, chúng tôi hiểu rằng việc rượt đuổi rất khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hơi nóng vội, Thanh Nhã chia sẻ. Cầu thủ sinh năm 2001 cũng khẳng định đội tuyển nữ Bồ Đào Nha áp sát rất nhanh. Luôn đẩy cao đội hình gây sức ép nên đã lộ ra nhiều khoảng trống. Bồ Đào Nha có lối chơi áp sát nhanh. Họ muốn giành chiến thắng nên đẩy lên cao pressing tầm cao. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng dâng cao nên xuất hiện nhiều khoảng trống, không thể cản phá và đuổi kịp. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã yêu cầu toàn đội chơi chậm lại, thi đấu chắc chắn và đúng ý đồ. Trong hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi chậm hơn để tìm cơ hội phản công nhanh. Thanh Nhã khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với Hà Lan trong trận cuối ở World Cup 2023, diễn ra lúc 14:00 ngày 1 tháng 8. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tìm kiếm bàn thắng lịch sử, dù phải đối đầu với đương kim Á quân thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bật cộng hòa uông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.